chương trình này được bảo trợ bởi Happy Truy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Thưa quý vị, hôm nay Nhi đưa cho đến cho quý vị bản tin rất là thú vị những y tá

cái Covid vừa rồi, đại dịch vừa rồi là y tá bị thiếu rất là nhiều. Mà khi mình đi làm việc ở trong bệnh viện, đi làm việc ở trong bệnh viện, những y tá đó họ phải chạy bộ, họ phải cho rất là nhiều bệnh nhân. Thì sắp tới đây họ đưa ra một cái con robot, mà con robot này nó ở trong bệnh viện không phải là nó thay thế cái, cái, cái nghề của y tá đó, nó không thể nào thay thế được. Nhưng mà khi mà chạy đi mua thuốc, chạy đi lấy thuốc hoặc là chạy những cái việc lặt vặt trong bệnh viện thì những con robot này nó sẽ đi làm việc đó. Thì dịch vụ y tế quốc gia Anh NSS đang xem xét triển khai một robot trợ giúp tại bệnh viện của đất nước và giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên ở trong đó. Theo Joe Harrison, giám đốc điều hành của Bệnh viện Đại học Milton Keynes Foundation Trust, là những kỹ thuật viên ở trong bệnh viện họ phải chạy bộ 30.000 bước mỗi ngày để đi làm công việc ở trong đó. Bệnh viện hiện đang thử nghiệm một con robot trợ giúp đỡ y thác các công việc lặt vặt như là giao thuốc. Học viện robot cho biết các thử nghiệm vận hành có tính năng này sẽ bắt đầu vào năm nay và thử nghiệm được sử dụng để xem xét có nên mở rộng trên toàn cầu và qua những nhiều nước khác và những bệnh viện khác hay là không. Cái người sáng lập ra đó là William Shatty, giám đốc điều hành của cái học viện cho biết những cái robot này được gọi là Milton có thể giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân viên chạy quanh bệnh viện. Thiếu nhân sự trong hệ thống chăm sóc sức khỏe là một trong những cái vấn đề của toàn cầu và các bệnh viện trên khắp thế giới cũng đang xem xét những công việc làm tạo ra những con robot để mà làm trợ lý. Ờ, tại bệnh viện Memorial ở Chicago, Mỹ, có hai con robot cao 5 feet ở làm việc vặt kể từ ngày kể từ tháng 6 năm 2022. Các nhân viên bệnh viện cho biết họ có thể dành nhiều thời gian để chăm sóc bệnh nhân nhờ cái con robot này. Theo thống kê từ bệnh viện, hai con robot đã thực hiện khoảng 1.800 ca sinh nở mỗi tháng, di chuyển gần 1.600 km, cứu nhân viên bệnh viện. À, uh, giúp cho những nhân viên bệnh viện gần như là 2 triệu bước đi mỗi ngày thì rất là hữu ích và các bệnh viện trên khắp thế giới đang chờ đợi để thử nghiệm những cái con robot này. Tại Đông Nam Á thì những bệnh viện như là Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan thì họ cũng đang xem xét để mà thu thập những cái vấn đề này và tạo ra những cái con robot. Và robot có thể lái xe đến khoảng có thể lái xe rất là mau và nâng nó có thể nâng một cái vật nặng 4 kg bằng một cánh tay của con robot và các tính năng mới ra bao gồm camera hồng ngoại và nó có thể hoạt động ở trong bóng tối nữa thưa quý vị. Và các công ty robot ở trong bệnh viện hiện đang thử nghiệm, chúng điều họ đều đồng ý rằng những con robot này không thể nào thay thế y tá hoặc nhân viên trong đó nhưng mà để mà trợ giúp thêm mà thôi dạ vâng chính xác và không thể nào mà xinh đẹp được giống như mấy cô y tá không thể nào nào mà dịu dàng được giống như mấy cô y tá mà khi mà chăm sóc hay lấy máu chúng ta mà lấy máu từ từ cái đó, đó ra nhẹ dạ dạ nhàng dạ 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 bơm ấy. thuốc vô rất là nhẹ nhàng không đau lắm <laughs> em yes. nhớ đại những cái người y tá ở Việt Nam khi đến đến ngày hôm nay thưa quý vị khi tình trạng đó vẫn xảy ra ở những cái bệnh viện ở Việt Nam à, không phải là tháng tháng sáu mà nếu như chúng ta gọi là cái đồng tiền không đi trước á, là đồng tiền không khôn người ta gọi là đồng <laughs> tiền đi trước là đồng tiền khôn khi mà vào trong một cái hệ thống bệnh viện nào ở việt nam thì chúng ta phải nhét cho những cái cô y tá những <laughs> người điều dưỡng mà đẩy xe đó thưa quý vị ờ năm chục trăm trăm bây giờ không biết giá như thì không biết mà lâu lắm rồi là giá đã năm chục một trăm rồi <laughs> mà nếu như chúng ta không đưa không đưa đó thì có nhất là lấy máu rất là đau lấy máu sưng tay luôn hoặc là đẩy cái xe mà kiểu mà có mấy cái gờ là mấy mấy, mấy cổ đó, ha, lũ vô âm âm, âm. mẹ em bị rồi Oh mình cứ nghĩ God. là mình đưa tiền mình chuẩn bị tiền khẳng, sẵn trong túi rồi nhưng mà không mình không ngờ là mình chưa kịp đưa thì là mấy cổ đã hành hạ mẹ mình như vậy rồi oh <laughs> thành ai. ra là đến chừng ghét quá khỏi đưa luôn cái đó là có thiệt đó có thiệt ở việt nam một trăm phần trăm quý vị mà ở bên, bạn, dạ. nhưng mà bên đây thì vậy. không có dám như vậy bên đây thì có y, y tế so nice so right? nice và yeah. không có kiểu mà ăn ăn nhận hối lộ ăn tham nhũng như kiểu không đó không có gì. thì cái lương của họ cũng đã quá cao rồi dạ vâng và kính thưa quý vị thông tin tiếp theo lê thái đưa đến quý vị à quý vị nào mà chúng ta đang sống độc thân hay là chúng ta đang có phải gọi là dùng những cái từ làm đang đang gọi là ủng hộ cái lối sống độc thân và chúng ta uh, không có tán thành những cái giống như là có thêm một cái người ý trung nhân cưới vợ cưới chồng này nọ bởi vì sợ ảnh hưởng cuộc sống này nọ và chúng ta đang hưởng một cái gọi là chế độ tự do <laughs> gọi là freedom thưa quý vị thì chúng ta cũng nên xem xét lại tại vì khi mà chúng ta cô đơn hay chúng ta sống một cái đời sống độc thân đó chúng ta cảm giác chúng ta cô đơn hoặc là chúng ta vui vẻ thì lúc nào nó cũng sẽ có hai mặt mặt trái và mặt phải của một cái vấn đề mà chúng ta đã đã áp đặt cho cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin về lý do tại sao mà quý vị có nên cô đơn hay không và có nên độc thân hay không kính à, thưa quý vị liên tục bị thúc ép thì nhiều cái chi phí sinh hoạt đắt đỏ hoặc là bị phân biệt đối xử là À, là điều mà rất là nhiều nhiều những người độc thân hiện nay ở Hoa Kỳ chúng ta ở Mỹ chúng ta đang gặp à, số liệu từ cục điều tra dân số quốc gia cho thấy rằng là gần 118 triệu người Mỹ trên 18 tuổi chiếm 46% vẫn đang độc thân và theo khảo sát là hơn 2.000 người trưởng thành ở Mỹ do công ty phân tích và nghiên cứu thị trường The Heritage Poll thực hiện là có 35% cái thế hệ gọi là Gen Z là những người sinh từ năm 1997 cho đến năm 2012 thờ ơ với tình yêu và họ nói rằng là họ cho rằng cái lối sống một mình giúp cho bản thân của mấy người này học được cách sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả tập trung cho sự nghiệp và tìm cách mà tăng cái thu nhập cá nhân thay vì phải mất thời gian tiền bạc để gặp gỡ một ai đó và theo ông Libby Rodney là một giám đốc chiến lược tại The Harry Po cho rằng là xã hội hiện nay thì nên có những cái nhìn toàn diện hơn về cái nhóm người này. Và Lisa mươi 45 tuổi, cũng là nhà đồng sáng lập công ty tư vấn chiến lược độc lập có tên là LVG and Corporation ở Mỹ. À, cô cho biết rằng là những người đơn độc như là cô là phải nỗ lực rất là nhiều bởi không có một cái người nào đồng hành. Và trên thực tế thì 3 phần tư người Mỹ hiện nay cho biết rằng là cái gánh nặng tài chính sẽ được giảm bớt nếu như mà họ có những cái người sang sẻ về các khoản sinh hoạt phí hàng tháng theo dữ liệu điều tra dân số năm 2021 vừa qua đó thì những cái người mà người ta điều tra cái, cái số liệu này người ta cho biết rằng là cái thu nhập trung bình của những cặp vợ chồng là gần 107.000 mỹ kim. À, trong khi đó thì nữ giới độc thân là chỉ có hơn 51.000 mỹ kim mà thôi và nam giới là khoảng 70.000 mỹ kim và Granite cũng cho rằng là phí khía cạnh mà tốn kém nhất của việc mà sống một mình là mất thời gian để mà chúng ta làm những công việc cá nhân ví dụ như là quý vị phải đi giặt đồ nấu nướng dọn dẹp đổ xăng và chưa kể những người độc thân là chúng ta phải trả rất là nhiều tiền cho các chuyến du lịch do giá phòng thì nó đắt đỏ hơn là những người mà đi dạy mà cướp bồ đúng không chị uh -huh. dạ vâng và ngày nay thì nhiều người độc thân ở mỹ không gặp nhiều phiền phức khi mà người ta chia sẻ các quan điểm về hôn nhân nhưng vẫn tồn tại những cái tình trạng là bất bình đẳng trong cái xã hội mỹ hiện nay 79% những người trong nhóm này muốn chính phủ phải giảm thuế hơn mức hiện tại và cái rào cản lớn nhất của họ là mua nhà và tìm được cái khoản vay lớn để mà mua nhà. Nhưng cái số đông lại bị nhân viên ngân hàng hoặc là những cái người làm trong cái loan á, người ta lại từ chối vì biết là đang độc thân hoặc là tự kinh doanh riêng rồi người ta phải chờ thêm 2 năm nữa để mà hoàn tất cái hồ sơ khai thuế bắt buộc và những cái khoản vay của họ có thể là tiếp tục bị từ chối nếu như là không đủ cái điều kiện tín dụng khi mà người ta sống một mình mà cái điểm tín dụng không đủ nữa thì cái cơ hội mà mua nhà nó lại càng mong manh hơn. Thành ra nếu như mà quý vị nghĩ đến vấn đề chúng ta độc thân thì hơi khó để mà chúng ta sống trong cái xã hội Mỹ hiện nay. Đúng rồi, cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp là như quý vị cũng biết rằng là cái mạng xã hội nó rất là tùy theo mỗi người, tùy theo tình huống, có lúc nó có hại và có lúc cũng rất là có lợi thưa quý vị. Nhưng mà tùy theo tình huống, tùy theo cái cách mình sử dụng. Thì vừa rồi cái trận động đất xảy ra ở Turkey với Syria thì hai cái trận động đất này Twitter đã giúp họ rất là nhiều, hàng trăm nghìn người đã nhắn cái tin mà cầu cứu trên mạng truyền thông xã hội của Twitter của thổ nhĩ kỳ và Syria họ đã xin gửi sự giúp đỡ và chúng tôi còn sống ở đây và vừa rồi cái thời điểm động đất xảy ra mạnh thứ hai trong cái khu vực vừa rồi thì hàng trăm những nhà phát triển lập trình viên và tình nguyện viên đã trực tiếp của những người thổ nhĩ kỳ đã tổ chức một cái dự án một cái website đó là tên afatirat com có nghĩa là À, dịch ra là bản thân bản đồ thảm họa họ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những kiếm được những cái chỗ mà bị động đất hoặc là những người đã bị kẹt ở dưới đó ở như thế nào và đi theo cái bản đồ này để họ có thể tới cứu thưa quý vị họ rất là nhân đạo Tuy nhiên khi mà phát triển cái cái website này thì những nhóm nghiên cứu đã bị cản cản trở của api Twitter của các phần mềm khác họ ngăn chặn đi Chính vì vậy họ đã à, kêu gọi Elon Musk để mà thả được cái security ra à, nhưng mà những cái người mà họ tạo ra những cái API những cái chặng đường như vậy thì họ cũng thả ra luôn để cho cái website này nó có thể được uh, truy cập trên toàn thế giới để mọi người có thể tới cứu và không cần Elon Musk phải thả ra hoặc là uh, release cái security ra và khoảng vừa rồi nhờ cái website này mà họ đã cứu được biết bao nhiêu người ở trong cái trận động đất vừa rồi và cũng Ủa. nhờ ở cái mạng xã hội Twitter mà họ đã biết được những người đã bị kẹt còn sống sót ở đó. Hiện nay là số người chết lên hơn 35.000 người rồi. Và người ta nói 39.000 người cộng Syria 39. wow, hơn 39.000 39 người. người yes. Và theo và thống liệu thống kê thì con số sẽ còn tăng lên gấp đôi như vậy nữa yeah. ít nhất là gấp đôi thưa quý vị uh -huh. còn rất là nhiều người đang bị nằm trong cái đống đổ nát như vậy và hầu như là rất là nhiều cái tòa nhà ở những cái đất nước đó đang bị sập và nó, nó đè những cái người trong đó thì chúng ta cũng nên dành một cái lời cầu nguyện cho syria cũng yes. như là ở thổ nhĩ kỳ những cái yeah. đất nước mà chúng ta đang gặp những cái tai hoạn nạn cũng như thảm họa về động đất thưa quý vị à, và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần nhiên và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đài